Em hồi nãy lúc anh Nghĩa chưa ra là anh Nghĩa rất là trẻ trung tươi mới, mà khi anh Long ra, chị Mỹ ra, giống như là hai cái người làm trong showbiz mà là gọi là celeb á. Anh Nghĩa y chang như bà make up luôn á. Anh Nghĩa là giống như là cô phục trang trong đoàn á. Hai cái thằng đẹp mà sao ba nó xấu dữ vậy? Nani? Đủ chưa? Là Hương, cái mặt Hương đã rất là u lai, nhờ Mai tư vấn và cái mặt Hương lip lên. Và ngày hôm nay Hương xin giới thiệu một cái gương mặt online. Cái mặt của Nghĩa nó cũng tròn tròn giống Việt Hương như vậy nè. Có nghĩa là mặt Hương cũng tròn, mặt Nghĩa cũng tròn. Không có dao kéo đặc biệt, Hương lại nghĩ không được làm đó tại vì Việt Hương. Như để quay đang quay mà chỉ cần cái mặt nó sưng lên là không làm được gì hết. Thật ra từ trước tới giờ Đại Nghĩa chưa bao giờ nghĩ đến cái việc là mình sẽ phải đi chăm sóc sắc đẹp của mình cả. Bởi vì từ nào giờ mình nghĩ rằng mình không có đẹp. A few moments later. Khi mà mình cầm cái gương mình cũng có một cái sự bất ngờ. Nó săn hơn á, nó săn, nó rút lên. Làm tự nhiên có cảm giác bên đây cái mặt của mình nó nhỏ hơn bên đây. Càng ngày anh càng trẻ trung, càng ngày anh càng lột xác vậy. Có nói tôi là đang yêu đó nha. Anh còn hơn một hoa hậu nữa. Anh là tươi nhất, anh là trẻ nhất chương trình luôn á. Yeah.